Xin chào, chào anh em đã trở lại kênh của mình. Hôm nay mình tiếp tục ra video chia sẻ cho anh em một cái app nữa sử dụng trên cái điện thoại Android. Đó là cái app chỉnh sửa hình ảnh, đưa khuôn mặt mình vào cái video hoạt hình giống như video anh em vừa xem. Trong video này mình chia sẻ cho anh em cách đưa khuôn mặt vào video hoạt hình và ghép nhiều video lại với nhau có nhạc giống như video anh em vừa xem. Bây giờ mình xin được bắt đầu. Anh em vào cửa hàng Sisley để tải cho mình cái app này anh em. Anime Yourself. Rồi anh em chọn cái app này, cài đặt về máy để tránh mất thời gian của anh em mình đã tải sẵn rồi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em thôi. Rồi, anh em vào ứng dụng. Anh em chọn lay ở đây nè. Ứng dụng này nhiều quảng cáo, anh em chọn thoát ra nghe anh em. Nhấn vào cái dấu X. Nó trở về cái giao diện của cái app mình sử dụng. Rồi ở đây anh em cũng có thể chọn nhân vật mình định ghép vào nè, nam hoặc nữ nè. Ở phía trên đây là mình chụp ảnh hiện tại, và ở phía dưới này là chọn ảnh trong thư viện là anh em có sẵn nè. Mình thích cái nào mình chọn đấy. Mình chọn ảnh trong thư viện. Rồi anh em chọn một bức ảnh nè. Anh em sử dụng hai ngón tay là kéo cái hình của mình to hoặc nhỏ vừa vào cái khuôn của cái app này nó đặt sẵn. Rồi anh em chọn cái mũi tên phía tay phải nè để anh tiếp cái bước kế tiếp. Rồi ở đây có nhiều mẫu, anh em cũng có thể lựa chọn một cái mẫu nào mình yêu thích. Bây giờ mình chọn một mẫu bất kỳ để cho anh em xem nè. Trong khi mình chọn cái bức ảnh đó, mình cũng coi hết cái video này mình mới được lui về máy nghe anh em. Lại quảng cáo nữa anh em chọn dấu X để thoát ra nè, trở về cái giao diện của mình. Anh em chọn sale này để lưu về máy nè. Khi nào hiện video sale này là mình đã lưu về máy rồi nghe anh em. Và cái mặc định của nó nằm ở cái phần để sim luôn nghe anh em. Đây là cái video mình vừa tải về trên cái app đó nghe anh em. Rồi bây giờ mình sẽ sang phần thứ hai là chia sẻ cho anh em cái cách ghép video. Anh em có thể sử dụng nhiều cái app khác nhau nhưng mà mình thì sử dụng cái app CapMaster. Bây giờ mình xin được bắt đầu. Bây giờ anh em mở dự án CapMaster lên nè. Chọn dự án mới nè.
Anh em chọn 96 nè. Rồi anh em vào phương tiện chọn hai cái video hoặc là nhiều cái video mà anh em đã tạo trên cái app vừa rồi. Một cái nè. Cái thứ hai nè. Mình chỉ ghép hai video cho anh em xem thôi. Rồi. Anh em tắt nhạc đó nè. Để mình chèn một cái bài hát khác mà mình yêu thích vào thôi. Rồi, chọn hiệu ứng chuyển video nè. Chọn đại một cái hiệu ứng luôn nha anh em. Rồi bây giờ mình chọn nhạc nè. Anh em thích nhạc gì thì mình chọn mình ghép vào. Chọn đại một bài đi. Rồi cái phần ghép video này mình cũng chia sẻ nhanh cho anh em thôi. Nếu mà anh em nào đã từng sử dụng CapCut rồi, cái vấn đề ghép video này nó rất là đơn giản luôn nha anh em. Bây giờ mình chỉ cái việc là xuất video nữa là xong. Anh em trong xuất video đây nè. Chọn. Rồi điều chỉnh chất lượng, anh em nhấn chữ export. Quá trình xuất video nhanh hay chậm là do anh em cho chất lượng video một phần. Phần còn lại là do cấu hình máy của anh em cao hay thấp. Bây giờ anh em chỉ việc đợi video xuất là ok rồi. Nội dung video ngày hôm nay mình xin được dừng lại ở đây. Trong quá trình chia sẻ có điều gì sơ xuất mong anh em góp ý cho mình để những video sau này đạt chất lượng hơn. Chân thành cảm ơn anh em đã theo dõi hết video của mình. Hẹn gặp lại anh em ở những cái video kế tiếp. Xin chào.